tự tin nè. Chúc mừng bạn. Cuối cùng thì re. Mình rất là vui nè, mình rất là yêu đời. Hay là về sơn đóng ba chi. Ghi ba sai mà sai một cặp luôn đó. Ấm no cuộc sống. Bây giờ mới biết hai đứa mình thân lắm thôi. Thân lắm mà bách. Cảnh hai hài dễ thương thì em chọn thôi. Các bạn hãy đón xem chương trình Bức Tường Bí Ẩn vào lúc 21h thứ ba hàng tuần trên kênh Vĩnh Long. Các quý vị khán giả đang đến với chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với chương trình Bức Tường Bí Ẩn, gặp gỡ với những người chơi cùng tham gia để xem họ tranh tài với những câu hỏi hóc búa mà chương trình đưa ra như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đội chơi đầu tiên. Xin mời các bạn. Hôm nay rủ thêm bạn mới nữa nè. Ca sĩ em chào anh. Dạ em chí thiện. Mình mời ca sĩ đến là cho bạn ca sĩ này hát cho tụi mình nghe. Hát đi. Ôi thiện là hả? Giờ chị muốn em hát bài gì? Thiện hát cái bài gì mà vui thiệt là vui. Hát bài vui đi. Em mà mình đi chơi game mình phải cười lên vui nha. Vui lên. Vui thiệt là vui. Vui. Bài vui đi em nghĩ vậy. Mỗi năm đến hè lòng mặn mặn buồn. Nói lên gầy quá. Tự nhiên cái nói vui cái hát. Mỗi năm nó hẹn máy mất buồn. Vậy thì đâu có vui mà. Đúng rồi. Không, bây giờ thì bình thường là em biết anh Bảo rất là vui. Cho nên vui. Bây giờ anh Bảo hát bài vui. Mình phải hát một cái bài mà kêu bằng giật gân à. Sôi động à. Náo loạn phim trường. Một cái bài mà giật gân bứt tóc móc con mắt quăng là liền luôn. Được không? Sôi động lên. Vô. Một chiều buồn mố trang cạnh bên mồ nàng. Trời ơi. Nhìn kinh cung nha. Dạ thôi bây giờ nếu hai anh chị không biết bài vui á thì thôi em nghĩ ra bài vui nha. Bài vui đi. Ô vui quá xa là vui. Nhà trai bên gái ai nấy cũng đều vui. Nó nghe. Bài ô vui quá xa là vui, đàn trai bên ấy ai nấy cũng đều vui. Tôi tưởng đi đám cưới không á. Vậy. Không có, tụi tôi là một nhóm đó. Tụi tôi đi thi đó. Đi thi game show. Nếu như không có cái bài nào về game show đó thì thôi mình chào khán giả thôi, mình đi vô trong mình đứng. Nghe không? 2, 3. Chào. Một tràng vỗ tay thật to dành cho các bạn của đội đầu tiên. Mời đến đây nào. Bây giờ đội của mình tên gì đây? Cho mọi người biết đi nào. Tên gì? Suy nghĩ chưa? Đội của em có một cái tên rất là thanh cao. Trong sạch. Tốt đẹp. Tên có phải cái gì đó trong sáng, thánh thiện này kia lắm không? Rất là thánh thiện. Có phải một cái tên ví dụ như là nghe xong là mình cảm giác như bay bổng vậy đó phải không? Chính xác. Đội mơ mộng à? Không mơ mộng. Hay đội là thần tiên, bình thường. Không thần tiên. Hay đội cổ tích. Không. Chị nhỏ. Chứ đội gì mà nghe thanh cao. Bào tới. Trời đất. Cao ghê không? Bào tới bới. Cuộc thi nào nè, trước tiên chúng ta đến chúng ta phải có tấm lòng là học hỏi. Học hỏi lẫn nhau, học hỏi đội bạn. Sau đó thì thắng thua là không quan trọng, nhưng mà đi về mà có quà thì niềm vui nó nhân đôi. Lâu cho nên là hỏi. Quyết định bào đúng không? Bào. Gì vậy? Bào đi thiệt. Trời ơi, tôi chưa thấy là có đồng tiền nào rất trơn. Trời mà cái bộ là mòn da tai rồi đó nghe. Về là tốn tiền mua bông băng thuốc đỏ có chừng sức đó nha. Ba gương mặt này thì không quá xa lạ với mọi người. Chúng tôi có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều hơn nữa. Diễn viên Hà Gia Bảo, diễn viên Ngọc Trinh và ca sĩ Chí Thiện. Một tràng vỗ tay thật to dành cho đội Bào Tới Bến. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón đội chơi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. We'll be right back.
trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình. Có khi nào dừng lại và anh nhớ, nhớ em như hằng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người, nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau. Gấp một ngàn hạt rơi để đêm tình yêu đông đầy, để em mơ nhận được nhiều yêu thương. Dẫu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh, thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông. Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng, để từ nay cũng cho anh ngày nào xa em. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười, thì em sẽ chẳng muốn nước mơ gì hơn nữa. Em sẽ dành điều ước tặng anh, nếu anh thương sẽ mãi tung tay em. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, một không khí thật là vui nhộn, thật là dễ thương. Nào mời các bạn đến đây nào, Trâm Hải Băng và Minh Quân. Bích Trâm là một diễn viên trẻ, tôi cũng đã từng có dịp hợp tác với bạn trong một bộ phim truyền hình cách đây cũng một vài năm. Hiện nay thì công việc của Trâm như thế nào? Dạ, hiện tại thì công việc của em vẫn đi đóng phim và làm mẫu ảnh ạ. Thì ngày hôm nay em rất là vui khi được gặp lại anh Nghĩa và đội chơi rất là dễ thương. Thế còn Hải Băng thì sao? Thì thời gian vừa qua thì Hải Băng cũng là một ca sĩ được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến thông qua những cái bài hát. Dạ vâng ạ, giống như ca khúc vừa rồi là ca khúc Hạt Giấy thì ca khúc này cũng là đưa Hải Băng tới gần quý vị khán giả nhiều hơn. Và chắc là anh cũng nhìn thấy dạo này là em có một làn da rất là bánh mật. Tại vì em vừa mới tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Dạ vâng, vừa mới kết thúc xong chương trình thì bây giờ bắt đầu là từ từ hồi phục lại để mà có những dự án tiếp theo, thì là quay lại sân khấu bằng một cách đó là tham gia chương trình Bức Tường Bí Ẩn và được tham gia với hai bạn chơi rất là thân của em. Thế còn anh chàng Minh Quân, một anh chàng người mẫu đẹp trai, và tôi biết rằng hình như có thời gian Minh Quân cũng đã chuyển sang làm bén duyên với cái công việc của một người dẫn chương trình, đúng không Quân? Dạ, công việc của em hiện tại là người mẫu và diễn viên, thì đôi lúc em cũng có làm MC trong chương trình Thời Trang Cuộc Sống. Hiện tại thì đam mê lớn nhất của em là diễn viên. Em vừa hoàn thành xong một vai chính trong bộ phim Như Khúc Tình Ca. Đã bắt đầu đóng phim và đóng vai chính rồi đó ha. Xin chúc cho những cái dự án của bạn trong tương lai sẽ thành công Quân nha. Nhóm chúng ta có tên là gì nè? Sau khi mà nghe đội bên kia có cái tên quá là sốc, bào tới bến. Nên bên đây sẽ là hốt tới cùng. Trời ơi, để vô đội bạn cứ bào đi, mình như mình hốt hết. Dạ đúng rồi. Đây đùa thế thôi, chứ thật ra với tất cả những người nghệ sĩ khi đến với một chương trình truyền hình, mà cụ thể là chương trình Bức Tường Bí Ẩn, thì cái chính á là mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, còn cái phần thưởng nếu có thì lại càng vui hơn, giống như chị Ngọc Trinh đã chia sẻ. Dạ. Vì thế cứ việc bào và cứ việc hốt các bạn nha. Thưa quý vị, một bên quyết tâm là bào, bên đây quyết tâm là hốt. Vậy thì bên nào bào được hay là bên này hốt được, chúng ta hãy cùng xem cho đến phút cuối của chương trình hôm nay. Còn bây giờ sẽ là 12 nghệ sĩ tham gia chương trình với chúng ta, đó chính là những gương mặt này quá quen thuộc với mọi người đúng không? Nghệ sĩ Hạnh Thúy nè, nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên Hòa Hiệp, nghệ sĩ Kim Phương, nghệ sĩ Phương Dung, ca sĩ Thi Nhung, nghệ sĩ Lê Bình, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, diễn viên Mai Phượng, nghệ sĩ Hoàng Mập và diễn viên Cao Minh Đạt. Toàn là anh em trong nghề, trong giới với nhau hết. Thành ra có lẽ các bạn cũng đã từng rất nhiều lần được tiếp xúc với những người bạn này của mình, hiểu về họ, biết tính cách của họ như thế nào. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ có những sự lựa chọn sáng suốt trong ngày hôm nay. Và bây giờ hãy đến với vòng 1 của Bức Tường Bí Ẩn. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng 1 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Vòng này thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dành cho hai đội chơi. Các bạn có thể đứng tại chỗ thảo luận cùng với nhau để đưa ra đáp án. Sau đó mỗi đội sẽ có một bạn lên đây cho tôi biết đáp án của các bạn là gì. Nếu các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ đi tiếp là các bạn lựa chọn người nghệ sĩ nào có câu trả lời đúng giống như mình. Và chúng ta xem câu hỏi đầu tiên như thế nào nha. Quả trứng gà là tên gọi khác của loại trái cây nào? Rồi, bên đây của chúng ta ai sẽ là người đại diện trả lời nào? Xin mời Gia Bảo. Và bên đây sẽ là Bích Trâm. Bích Trâm, có nghe qua về quả trứng gà bao giờ chưa?
chưa, lần đầu tiên em nghe luôn. À, em rất là tự tin ạ. Bảo từng nghe qua về cái trái này chưa? Em có nghe qua rồi, có nghe, có biết và có nghe cái bài hát về cái này. À vậy hả? Rồi bài hát gì, hát thử tôi nghe coi. Bài hát biết câu thôi. Rồi, một câu thôi cũng được. Mùa hoa lê kim a nở. Biết câu thôi đó. Đáp án của đội Gia Bảo, đội Bào tới bến Lê Kim A và đội Hốt tới cùng Lê Kim Ma. Đáp án của chương trình như thế nào? Xin mời! Lê Kim A! Đây, có 4 nghệ sĩ sẽ cùng trả lời câu hỏi này với chúng ta. Trong đó có 3 người trả lời đúng và 1 người trả lời sai. Các bạn hãy chọn ra 1 người trả lời đúng nha. Xin mời! Là ai đây? Đó là chị Hạnh Thúy, nè, anh Kim Tử Long, Hòa Hiệp và chị Ngân Quỳnh. Trâm nghĩ rằng ai là người trả lời đúng nè? Rồi, theo đội của em trả lời thì là Kim Tử Long ạ. À, vì sao lại chọn anh Kim Tử Long? Dạ, nhìn mặt ảnh hài hài dễ thương thì em chọn thôi. Đó, dễ thương quá trời luôn kìa. Đó. Bảo chọn ai? Bảo chọn Ngân Quỳnh. Mời chị Ngân Quỳnh trước nha. Ôi, có một quả rất giống quả đầu tiên, nhưng mà lại khác màu sắc. Tại vì quả đầu tiên là vừa màu hồng và màu vàng nhạt, nhưng đấy là màu vàng đậm, đẹp. Ngoài màu sắc đẹp rồi mà ăn rất ngon nha các bạn. Nó giống giống như là khoai lang vậy đó. Nhưng mà nó bùi hơn, nó ngọt hơn. Đó là quả trứng gà. Và có thêm một cái tên nữa là mùa hoa lê kim a nở. Đó là trái lê kim mà. Bảo ơi Bảo, nó nghe rồi Bảo. Chúc mừng em là điều trước tiên. Cái thứ hai là em với chị Ngân Quỳnh á, là không biết có sanh đôi sanh ba gì không nữa. Sao vậy? Mà hai chị em đều biết có một câu một để hát vậy thôi đó. Hên đó. Hên, đúng là hên. À, như vậy là Bảo đó có sự lựa chọn chính xác. Thế còn Kim Tử Long thì sao? Mời anh Long. Quả trứng gà mà bên trái cây nó cái gì mà nó giống quả trứng gà hả? Mà người ta thường gọi là quả trứng gà. Trời, hoang mang quá, hoang mang quá. Quả trứng gà. Quả trứng gà mà bên trái cây nó giống giống quả trứng gà mà người ta gọi là quả trứng gà. Trời ơi, chết chết em, hại não quá. Trong tới sáng luôn á. Quả trứng gà. Có câu được đổ về quả trứng gà. Trái sầu riêng. Trái sầu riêng. Đâu có ai ngờ được đúng không? Chắc anh Long anh ăn cái trái Lê Kim A này lâu quá rồi, thành ra anh không còn nhớ cái tên là Lê Kim A. Chúng ta cùng xem bảng điểm nha. Đội Hốt tới cùng, bạn không mang về cho đội mình được 3 triệu đồng. Và Gia Bảo, bạn đã bao được 3 triệu đồng. Wow. Xin mời bạn về vị trí của mình và mời Trâm đến với chiếc ghế mắc cỡ. Trời, cái ghế này em thích lắm luôn á. Rồi, rất tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi nghe người chơi mà nói thích ngồi trên cái ghế mắc cỡ. Ngồi trên có nghĩa là trả lời sai hoặc là lựa chọn sai là không có điểm đó. Qua câu số 2 nha, chúng ta hãy cùng theo dõi. Theo thần thoại Hy Lạp, hai vật dụng nào gắn liền với nữ thần săn bắn Artemis? Xin mời đại diện của đội Bào tới bến chi tiền. Và bên đây sẽ là Hải Băng. Hải Băng có biết về thần thoại Hy Lạp không? À, em cũng rất là thích coi những cái phim khoa học viễn tưởng và cũng coi rất là nhiều rồi. Mà bây giờ để mà nhớ hoặc là chính xác không thì cũng hơi mông lung, nhưng mà em cũng đã có kết quả cho mình. Rồi, cho tôi xin kết quả của bạn. Thế thì chí thiệt thì sao? Có biết về những vị thần trong thần thoại Hy Lạp không? Dạ, em biết hết anh. Biết hết, biết em không đấy. Nhớ tên ai á. Em biết thần mặt trời, rồi thần tình yêu. Thần tình yêu nghe nói là thần Cupid. Thần mặt trời là thần Apollo. Mà không biết ông thần này. Không biết. Em dựa vào trực giác nha. Nữ thần chứ không phải ông thần. Chết nha. Rồi, nữ thần. Tức là bà thần đó chứ không phải ông thần. Em trả lời theo cái câu hỏi luôn. Tức là theo thiện cái bà này bà đi săn bắn. Dạ thì bà phải có cung tên với mũi tên. Dạ đúng rồi. Ủa lỡ như bà săn bắn bằng giáo hay phi tiêu này kia rồi sao? Dạ hồi nãy em cũng nghĩ tới cái phương án súng á, nhưng mà súng điện thoại không có. Thật ra bạn cho là cung tên và mũi tên. Bên đây cũng như vậy, cũng cho cung tên và mũi tên. Xin mời đáp án của chương trình đó là cái cung và mũi tên. Chúc mừng. Mời hai bạn đến đây. 4 nghệ sĩ nào sẽ trả lời câu hỏi này đi? Đó là ca sĩ Thi Nhung, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, diễn viên Mai Phượng và diễn viên Hoàng Mập. Hai bạn nghĩ rằng ai nè? Em rất là có thiện cảm với là anh Tăng Nhật Tuệ nên em sẽ chọn anh Tăng Nhật Tuệ.
Bạn rất có thiện cảm với Tăng Nhật Tuệ, dĩ nhiên nhiều khán giả cũng rất là thích Tăng Nhật Tuệ. Chứ thiệt, ai nào? Dạ, chắc em chọn Hoàng Mập. Tại vì em đã từng làm việc với anh Hoàng Mập. Anh ấy cũng có hiểu biết rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ xem hai nghệ sĩ này trả lời như thế nào. Trước tiên là Tăng Nhật Tuệ. Vâng, để nói rằng tất cả các thần thánh thì đều xuất hiện từ rất lâu rồi. Từ lúc con người còn vô số khái. Và khi đó thì con người dùng gì để săn bắn? Tôi nghĩ rằng chưa có súng đâu, mà có thể họ dùng rìu, búa tự tạo. Nhưng là một nữ thần, giống như các thần linh vậy, đi săn bắn tình yêu, thì thần Cupid đã dùng cây cung và mũi tên. Nên nữ thần Hy Lạp chắc để đi săn bắn cũng dùng cây cung và mũi tên thôi. May quá, Tăng Nhật Tuệ trả lời đúng câu này. Bây giờ hãy nghe anh Hoàng Mập trả lời nè. Dạ. Nữ thần săn bắn sẽ có hai cái thứ gì, hai cái vật dụng gì mà theo sát bên người, không có hai cái đó là không đi săn bắn được. À, theo Hoàng Mập nghĩ đã đi săn bắn thì phải có cung rồi. Cái thứ hai là ngày xưa hay ngày nay, thần thoại hay là hiện đại thì chúng ta cũng có cái giàn ná. À, giàn ná dưới quê mà hai tay nè có cái gì cung kéo và bắn bật. Hoàng Mập nghĩ là hai cái thứ đó, thứ nhất là cung tên, thứ hai là giàn ná. Trời ơi, anh ơi, anh có cung mà không có mũi sao anh bắn? Hiếm lắm đó nha. Dạ. Bốn người, ba người đúng, chỉ có một người sai thôi mà Thiện chọn đúng người sai là hiếm lắm luôn á. Dạ, em biết lỗi rồi. Không phải ai cũng may mắn như bạn đâu. Chúng ta cùng xem điểm nào. Điểm của đội Hải Băng, điểm của đội Hút tới cùng được cộng thêm 3 triệu đồng. Chứ Thiện, đội Bào tới bến. Lần này bạn Bào không thành công rồi, không mang về cho đội mình được 3 triệu đồng. Mời Chí Thiện đến với chiếc ghế mắc cỡ. Lên nào. Chúc mừng Hải Băng. Bởi vậy mới nói đến với cái chương trình này nè, chúng ta trả lời đúng là một chuyện, mà chúng ta cũng phải có một cái sự tinh tế nhận biết để mà phán đoán cho nó chính xác nữa, mà đó mới là cái điều quan trọng. Chúng ta còn một câu hỏi nữa vòng này. Hai thành viên còn lại chuẩn bị tinh thần nha. Xin mời. Trên cơ thể người, xương quai xanh là tên gọi khác của loại xương nào? Xin mời đại diện của đội Bào tới bến, chị Ngọc Trinh. Và bên đây là Minh Quân. Sao, hai bên đã có câu trả lời chưa? Rồi, bên đây, đi đây. Rồi, Minh Quân có chưa? Rồi, để chúng ta xem nha. Đáp án chị Ngọc Trinh đưa ra đó là xương đòn. Yeah. Minh Quân đưa ra cũng là xương đòn. Và chúng ta hãy cùng xem đáp án của chương trình đó là... xương đòn. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn đến đây. Mời bốn nghệ sĩ sẽ tham gia trả lời câu hỏi này. Nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Lê Bình, diễn viên Cao Minh Đạt và nghệ sĩ Kim Phương. Minh Quân nghĩ rằng ai? Em xin chọn chú Lê Bình. Rồi, chị Ngọc Trinh nghĩ ai nè? Trinh nghĩ là chị Phương Dung. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Phương Dung trả lời trước. Xin mời chị Dung. Nghe cái chữ quai thì mình nghĩ đó là xương quai hàm. Nhưng mà tại vì sao kế bên nó có chữ xanh nữa? Quai xanh. Xanh là giống như là xanh đôi vậy đó. Theo mình nghĩ là xương quai xanh hay còn gọi là xương đòn. Trời ơi. Cảm ơn anh. Bây giờ nghe nghệ sĩ Lê Bình nha. Chú Lê Bình. Trên cơ thể con người có rất nhiều xương. Và mỗi xương đều có cái tên của nó. Dạ đúng. Nhưng mà xương quai xanh. Đây, xương quai xanh đây. Đúng rồi. Gọi là xương ngang. Điểm của đội Minh Quân, đội Hốt tới cùng. Các bạn không có cơ hội mang về cho mình 3 triệu đồng. Và lần này thì chị Ngọc Trinh đã giúp đội của mình bao thêm được 3 triệu. Chúc mừng chị Ngọc Trinh. Mời chị về chỗ. Mời Minh Quân đến hội ngộ với người đẹp Bích Trâm. Sợ em ngọn mình. Thưa quý vị, vòng 1 của chúng ta đã kết thúc. Rất nhiều niềm vui, rất nhiều sự hồi hộp căng thẳng giữa hai đội chơi. Điểm số như sau. Đội Hốt tới cùng, các bạn hốt được 3 triệu đồng. Đội Bào tới bến, Bào được gấp đôi, số tiền là 6 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của bức tường bí ẩn.
ta đã đến với vòng 2 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Vòng này chúng tôi có tất cả là 3 chủ đề. Hai đội chơi sẽ phân công các thành viên trong đội mình để mỗi người sẽ trả lời một chủ đề nào mà cảm thấy là mình thích hợp nhất. 3 chủ đề hôm nay là gì đây? Đó là chủ đề nhân vật, chủ đề thể thao và chủ đề bò sữa. Nào, các bạn hãy trao đổi với nhau đi để phân công xem ai là phù hợp với chủ đề nào nhất. Chúng ta sẽ đi từ chủ đề đầu tiên, đó là chủ đề nhân vật. Bảo tới bến, ai sẽ là người đến với chủ đề này đây? Lẽ ra Bảo phải để chủ đề bò sữa mới đúng. Ha, mời Gia Bảo. Và hốt cuối cùng sẽ là Hải Băng. Chủ đề nhân vật. Và chúng ta xem câu hỏi như thế nào đây. Nhân vật rồi. Tuxedo mặt nạ trong bộ truyện tranh Thủy Thủ Mặt Trăng thường cầm bông hoa chi? Bộ truyện tranh Thủy Thủ Mặt Trăng rất quen thuộc với tất cả mọi người. Không biết là các bạn đọc chưa mà sao có câu trả lời lẹ dữ vậy? Đó là hoa hồng. Gia Bảo cho rằng đó cũng là hoa hồng. Đáp án của chương trình đó là hoa hồng. Chúc mừng các bạn. Mời các bạn đến đây. Ở vòng này chúng ta chỉ có 3 nghệ sĩ tham gia trả lời mà thôi. Trong đó có 2 người trả lời đúng và 1 người trả lời sai. Các bạn cũng sẽ lựa chọn 1 người trả lời đúng nha. Mời các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên Hòa Hiệp. Hai Băng nghĩ là ai? Em chọn anh Hòa Hiệp ạ. Em chọn chú Lê Bình. Chúng ta nghe câu trả lời từ Hòa Hiệp trước. Trong Thủy Thủ Mặt Trăng á, thì Hòa Hiệp thấy là có rất là nhiều cô gái xinh đẹp ngoài là Thủy Thủ Mặt Trăng. Sao Quả nè, sao Kim nè, sao Thổ nè, rất là nhiều sao. Và đặc biệt là mỗi lần mà anh chàng Tuxedo mà cứu cô Thủy Thủ Mặt Trăng thì thường thường anh ta để lại cái gì ta? Nhớ rồi, thường thường Tuxedo cứu Thủy Thủ Mặt Trăng thường để lại một bông hoa hồng. Hòa Hiệp đã có câu trả lời chính xác. Bây giờ hồi hộp nha. Mời chú Lê Bình. Nhân vật Tuxedo trong truyện tranh Thủy Thủ Mặt Trăng thường cầm vật gì trong tay mình? Ôi, không ngờ cháu đội tôi giúp tôi. Đây, tôi không còn coi cái Thủy Thủ Mặt Trăng nữa rồi. Nhưng mà nhờ coi của cháu đội thì ra tôi biết là nhân vật đó thường cầm trong tay một bông hoa hồng. Chúc mừng các bạn. Và điểm số như sau: đội của Hải Băng hôn tới cùng, các bạn được cộng 4 triệu đồng. Bào tới đến được cộng 4 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Mời các bạn, chúng ta đến với chủ đề thứ hai, chủ đề thể thao. Mời Chí Thiện. Và bên đây sẽ là Minh Quân. Rồi, chúng ta hãy cùng xem câu hỏi về chủ đề thể thao. Quốc gia nào được chọn đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2018? Ngoài đây, nhìn đây. Em nhìn xuống đất á, em không nhìn anh luôn á. Thôi, đây, đừng nhìn ai trơn trọi đó, nhìn đây, đó, hai bên nhìn nhau vậy đi. Đó, Chí Thiện cho rằng đó là Tây Ban Nha, bên đây cho rằng Nam Phi. Câu trả lời từ chương trình đó là nước Nga. Không liên quan tới hai cái đáp án mà các bạn đưa ra. Nào mời Chí Thiện và Minh Quân. Xin mời 3 nghệ sĩ. Nghệ sĩ Kim Phương. Không đúng. Nghệ sĩ Kim Tử Long, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ. Theo các bạn, ai là người trả lời đúng đây? Minh Quân. Em nghĩ chú Kim Tử Long sẽ trả lời đúng. Nghệ sĩ Kim Tử Long, Chí Thiện nghĩ rằng ai? Em đang phân vân giữa cô Kim Phượng với lại anh Tăng Kim Nhật Phương. Tuệ. Cô Kim Phương mà trả lời đúng nó mới lạ. À, xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long trước nè. Nói về bóng đá thì Long cũng rất là thích xem bóng đá, nhất là xem đội tuyển Việt Nam. Còn nếu mà Gold Cup năm 2018 sẽ đăng cai ở nước nào á? Năm 2014 thì đã đăng cai ở Brazil rồi. Và sau đó thì ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức tại Nga. Yeah. Hay quá. Cuối cùng là nước Nga. Hay quá chú ơi. Anh Long có câu trả lời đúng. Và mời nghệ sĩ Kim Phương. Mê bóng đá, lâu lâu về thấy em út con cái nó coi thì cũng ghé mắt vô coi. Theo tôi á, một cái dự kiến đăng cai như vậy là phải tầm cỡ thế giới, Nga, Mỹ rồi tất cả những cái nước lớn rồi kia nọ đăng cai World Cup 2018 thì chắc là cái nước nào mà đạt giải nhiều nhất thì nước đó sẽ đăng cai. Theo tôi là Đức đó.
Yes, hay quá. Nghệ sĩ Kim Phương là người trả lời sai. Nhưng mà rất tiếc thì hai bạn cũng không đưa ra được đáp án chính xác. Vì thế đội của Minh Quân hốt tới cùng, các bạn cũng không mang về cho mình được 4 triệu đồng. Chí Thiện cũng vậy, bạn không mang về cho đội của mình được 4 triệu đồng. Mời hai bạn đến với chiếc ghế mắc cỡ của đội mình. Còn một chủ đề cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem chủ đề bò sữa. Xin mời diễn viên Ngọc Trinh. Và đội hút tới cùng, diễn viên Bích Trâm. Chủ đề này có vẻ như xa lạ với chị Trinh đúng không? Ừ. Câu hỏi của chủ đề bò sữa như thế nào? Con vật nào được người dân Ấn Độ xem như con bò sữa? Rồi xong rồi. À, xong rồi hả? Lẹ vậy. Ấn Độ hả? À. Ha, 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 ha. Không có được. Đúng không? Bên đội bào tới bến, chị Ngọc Trinh đưa ra đáp án là con dê. Bên đây, Bích Trâm cho rằng đó là con lạc đà. Xin mời đáp án của chương trình đó là con dê. Chị Ngọc Trinh đến đây. Xin mời ba nghệ sĩ. Ca sĩ Thi Nhung, diễn viên Hạnh Thúy và nghệ sĩ Phương Dung. Chị Trinh nghĩ rằng ai? Hạnh Thúy. Trâm nghĩ rằng ai? Chắc em chọn Thi Nhung ạ. Xin mời chị Hạnh Thúy. Ấn Độ là một đất nước tôn thờ bò, do đó thì chắc chắn là những sản phẩm từ bò thì họ sẽ không sử dụng được, nhất là thịt bò. Thì chắc chắn là họ phải có những cái sản phẩm thay thế. Đã từng đi ăn ở một cái quán ăn Ấn Độ và họ bán rất là nhiều sản phẩm từ cừu, thịt cừu, phô mai cừu, pate cừu. Thì chắc chắn rằng là đó là một cái nguyên liệu rất là thân thuộc do cái cuộc sống của người Ấn Độ. Và Thúy chọn rằng là để thay thế cho sữa bò thì người dân Ấn Độ sẽ sử dụng sữa cừu trong cuộc sống của mình. Trời ơi, cái mặt có lỗi kìa. Kỳ quá ha. Ôi, nghe ca sĩ Thi Dung nói nha. Người Ấn Độ xem con vật gì như con bò sữa? Nếu mà như vậy là con bò là không đúng rồi. Con gì ta? Con lạc gà, con gà đẻ trứng. Con lạc đà. Vịt, vịt đẻ trứng vịt rồi mà cũng đâu có sữa. À, con cừu. Hả? Hả? Mà không được. Không được. Cừu ta quý lắm, ta lấy lông. À. Vì thì con gì mà giống như con bò sữa mà có nhiều sữa ta? Con dê. Đáp án cuối cùng của Nhung là con dê. Trời ơi. Như vậy là đội của Bích Trâm, các bạn không mang về cho mình được 4 triệu đồng. Chị Ngọc Trinh ngậm ngùi tiếc nuối chia tay 4 triệu đồng. Trời. Mời hai bạn đến với chiếc ghế mắc cỡ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ hai. Ở vòng này thì hai đội điểm số ngang nhau được cộng thêm 4 triệu. Nhưng mà điểm số tổng kết sau hai vòng thi thì đội hốt tới cùng các bạn được 7 triệu đồng và đội bào tới bến các bạn được 10 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ ba của Bức Tường Bí Ẩn. Yeah. Chúng ta đã đến với vòng 3 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Kết thúc vòng 3 thì đội nào điểm số cao nhất thì dĩ nhiên sẽ bước vào vòng chung kết. Và đội còn lại cũng sẽ bảo toàn được số điểm của mình khi kết thúc vòng 3 nếu như họ phải chia tay với chương trình. Vì thế, cả hai đội cần phải cố gắng lên nha. Nếu cho dù chúng ta phải chia tay thì cũng cần phải chia tay với một cái số điểm thật là cao nha các bạn. Hôm nay chúng ta cũng sẽ có 3 câu hỏi. Từng thành viên sẽ lên đây với tôi và trả lời câu hỏi này. Với đội bào tới bến, ai sẽ là người phát pháo đầu tiên? Đại đi, tại vì giờ trước sau gì cũng thắng mà. Cố gắng đi. Và bên đây sẽ là Minh Quân. Gặp nữa. Trời ơi. Hai cái chiều cao này không có đứng chung mà cứ gặp nhau quá vậy. Hoài đúng á. Câu hỏi như sau. Thành phần nào chiếm 80% bộ não con người? Lưu luyến gì nữa không biết. Rồi, gì đi. Trời ơi. Theo chị Ngọc Trinh, thành phần chiếm 80% bộ não con người đó là hộp sọ. Và bên đây để là nơ rong. Thành ra bây giờ mời hai bạn chúng ta cùng xem đáp án nha. Mời đáp án của chương trình. Nước cờ.
có hai nghệ sĩ tham gia trả lời câu hỏi này, đó là Cao Minh Đạt và Hạnh Thúy. À, chị nghĩ rằng ai hả chị Trinh? À, tôi vẫn quyết định chọn chị ấy lần nữa. Hạnh Thúy, bên đây Quân. Em sẽ chọn anh Cao Minh Đạt. Cao Minh Đạt, mời chị Hạnh Thúy trước nha. Ra khi mà biết được cái tỷ lệ thành phần của não thì thật sự là Thúy rất là thất vọng. Và Thúy chỉ ước là cái thành phần của mình chỉ thay đổi 0,01% thôi. Chắc có lẽ là mình sẽ thông minh hơn, mình sẽ xinh đẹp hơn, và cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi hơn. Nhưng mà rất tiếc là một cái sự thật đau lòng là trong não của Hạnh Thúy bây giờ 20% là cái gì không biết, nhưng mà 80% còn lại chỉ toàn là nước. Dành Thúy trả lời đúng. Mời anh Cao Minh Đạt. Ở trong bộ não của con người thì cái gì 80% hả các bạn? Chất xám, IQ. Ủa, một người mà có bộ não mà chiếm 80% chất xám, trời ơi, chắc người đó khôn lắm hả, giỏi lắm hả, làm sao được. Chất trắng, đúng rồi, tại vì trong bộ não còn có chất trắng nữa. Biết đâu chất trắng nó nhiều hơn chất xám thì sao? Trời, cho nên Cao Minh Đạt trả lời là chất trắng. Đội của Minh Quân, các bạn mất cơ hội mang về cho mình 5 triệu đồng. Và đội Bào tới cùng cũng mất cơ hội mang về cho mình 5 triệu đồng. Mời hai bạn đến với chiếc ghế mắc cỡ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thành viên thứ hai của hai đội nha. Xin mời Chí Thiện. Và bên đây sẽ là Bích Trâm. Hai người bạn của mình xem như đã mở đầu cái vòng 3 này chưa thành công. Hai bạn hãy cố gắng lên nha. Dạ. Câu hỏi như sau: nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã xây dựng bảo tàng cho loại trang phục truyền thống nào của Việt Nam? Rồi. Nào, cho tôi xem. Dạ. Cả hai bạn đều chọn đáp án là áo dài. Đáp án của chương trình đó là áo dài. Chúc mừng các bạn. Yeah. Đến đây nào, xin mời hai nghệ sĩ. Diễn viên Mai Phượng và diễn viên Hoàng Mập. Em có hận thù với anh. Em chọn anh Hoàng Mập. Nãy anh trả lời sai đúng không? Đúng rồi. Em không tin là anh trả lời sai nữa. Dạ, em chọn Hoàng Mập luôn ạ. Cả hai bạn đều chọn anh Hoàng Mập. Đó, phải chứ, cùng sai mình cùng đúng em. À, cùng dạ, đúng hoặc là cùng sai. Mời anh Hoàng Mập. Một câu hỏi rất là dễ. Trang phục truyền thống nào của người Việt Nam mà nhà thiết kế Sĩ Hoàng xây thành viện bảo tàng? Ôi, theo Hoàng Mập á, thì người Việt Nam chúng ta có rất là nhiều trang phục như áo dài nè, rồi áo tứ thân nè, áo bà ba nè, trang phục lễ xưa trong cung đình Huế nè, thời vua chúa, thời bây giờ luôn. Hoàng Mập nghĩ là chương trình này á, phát ở miền Tây nè, phát ở Vĩnh Long, mà quê Hoàng Mập ở Cần Thơ nữa. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm thấp thoáng con thuyền phải không ta? Thôi giờ mình nghĩ mình yêu chiếc áo bà ba nó quá rồi, yêu những con người phụ nữ, những cô gái rất là xinh đẹp mặc áo bà ba rất là duyên dáng trên dòng sông, nên không mình quyết định chọn áo bà ba. Tiếc quá, các bạn đã trả lời đúng nhưng mà lựa chọn sai, hai bạn cùng sai luôn. Bích Trâm, bạn mất cơ hội mang về cho đội mình 5 triệu đồng. Chí Thiện. Dạ. Cũng vậy. Em 3 lần sai rồi đó. Mất cơ hội mang về cho đội mình 5 triệu. Anh ơi, không cần nói rồi, tụi em biết tụi em phải đi về cái ghế mắc cỡ rồi. Rồi, biết chỗ của các bạn rồi đúng không? Ôi, tôi dễ sợ. Như vậy là hai thành viên đầu tiên của hai đội đều không thành công. Các bạn đã trả lời đúng nhưng mà rất tiếc các bạn đã lựa chọn sai. Còn một cơ hội cuối cùng thôi và đây là cơ hội quyết định nha. Mời hai thành viên cuối cùng, Gia Bảo. Và Hải Băng. Câu hỏi dành cho hai bạn như sau: hiện nay quận nào ở thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất? Tôi giật luôn. Chắc quận Hoàng Kiếm đó. Quận Hoàng Kiếm hả? Chúc mừng các bạn nha. Trời ơi. Ôi, hai bạn lại đưa ra đáp án giống luôn. Giống nhau. Đó là quận Tân Bình. Hai bạn đưa ra đáp án như thế nhưng mà đáp án của chương trình thì sao? Chúng ta cùng xem. Xin mời. Đó là quận. Rồi em đi xa quá. Quận 9 có diện tích là 114 km vuông. Đó là quận lớn nhất. Hai nghệ sĩ nào sẽ trả lời câu hỏi này đây?
Phương Dung và Thi Nhung. Bảo nghĩ rằng ai? Phương Dung. Hai băng. Dạ em cũng chọn Má Dung. Rồi, xin mời nghệ sĩ Phương Dung. Quận nào ở thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất? Thì quận nhất, quận 2, quận 3, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, Bình Chánh, Tân Bình, Bình Tân. Thì theo mình nghĩ nha, theo mình nghĩ là mình đi quay phim á, thì có một cái quận mà nó nằm giữa ở quận 2 và Thủ Đức. Đây là cái quận là mới và đang trên đà phát triển, bởi vì diện tích nó rất là rộng, cứ đi hoài quay hết chỗ này quay chỗ nọ mà nhìn lên vẫn thấy còn quận đó. Và tới ngày hôm nay mình đi mà hình như là mình vẫn chưa đi hết cả cái quận đó. Đó chính là quận 9. Chính xác. Bạn cái kia cũng chính xác luôn đỡ. Mời ca sĩ Thi Nhung. Theo thống kê hiện nay thì quận nào có diện tích lớn nhất? Theo Nhung thì người ta vẫn thường hay nhầm lẫn giữa quận 9, quận 2, Thủ Đức. Mà Nhung thì Nhung hay đi diễn ở đoạn đường Bình Dương, thì hay đi ngang qua đoạn Bình đường Dương luôn à, Thủ Đức, quận 2, quận 9. Thì Nhung thấy nhìn bên trái bên phải sao nó cứ Thủ Đức dài hoài. Theo Nhung nghĩ đáp án cuối cùng của Nhung là Thủ Đức. Nhung là người có câu trả lời sai. Và điểm số dành cho đội hốt tới cùng bị mất đi cơ hội mang về cho mình 5 triệu đồng. Và Bảo cũng vậy, không thể nào bào thêm được 5 triệu đồng. Đến với chiếc ghế của mình nào các bạn. Dễ hết. Như vậy là ở vòng thi thứ 3 này, tất cả các bạn đều nắm tay nhau và ngồi lên trên chiếc ghế mắc cỡ. Ôi tình bạn mới đẹp làm sao. Kết thúc vòng 3, điểm số hai đội như sau. Đội hốt tới cùng được 7 triệu đồng và đội bào tới bến được 10 triệu đồng. Như vậy có nghĩa là đội bào tới bến sẽ bước vào vòng chung kết. Xin chúc mừng các bạn. Mời các bạn về vị trí của mình. Mời ba thành viên của đội hốt tới cùng đến đây nào. Nào mời các bạn. Hôm nay mình đã có một cái buổi thật là vui cùng với nhau, cùng với những người bạn của đội bên kia đúng không nào. Mặc dù là chúng ta thua cuộc nhưng chúng ta vẫn có cái số điểm thưởng mà chúng ta đã tích góp được từ đầu chương trình đến giờ, đó là 7 triệu đồng. 7 triệu đồng này sẽ thuộc quyền sở hữu của các bạn. Tôi muốn các bạn chia sẻ một chút về những cái cảm nhận của các bạn với chương trình Bức Tường Bí Ẩn ngày hôm nay như thế nào. Game show Bức Tường Bí Ẩn là một game show mà bạn cảm thấy là rất độc đáo, rất thú vị và đặc biệt là rất là hài hước. Đặc biệt là những câu hỏi khá là hấp dẫn và rất là kích thích tất cả các bạn chơi. Đây là một trò chơi rất là hay và thú vị. Xin cảm ơn đội hốt tới cùng đã tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt. Chương kết của Bức Tường Bí Ẩn bắt đầu. Đến với vòng chung kết của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Ở vòng thi này sẽ có những điểm hấp dẫn, đổi mới khác lạ dành cho những người chơi chúng ta để tăng thêm phần kịch tính và bất ngờ. Ở vòng này thì chúng ta xem như đã được bảo toàn số điểm, có nghĩa là đội bào tới bến các bạn đang được bảo toàn số điểm thưởng là 10 triệu đồng. Các bạn có thể được nhân đôi hoặc là nhân ba số điểm thưởng này lên tùy vào câu trả lời cũng như là sự lựa chọn của các bạn. Nếu như các bạn trả lời đúng thì các bạn sẽ lựa chọn người nghệ sĩ có câu trả lời đúng giống mình. Các bạn trả lời sai thì các bạn cũng sẽ lựa chọn người nghệ sĩ có câu trả lời sai giống như mình luôn. Và hai người đầu tiên nếu như không thành công, không giúp cho đội mình nhân đôi và nhân ba số điểm thưởng lên, thì người cuối cùng được quyền đặt cược. Các bạn sẽ đặt cược ít nhất là 50% và tối đa là 100%. Nếu các bạn lựa chọn chính xác thì số điểm các bạn đặt cược sẽ được nhân đôi cộng với số tiền thưởng còn dư lại trong tài khoản của các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy rằng không an toàn, các bạn muốn bảo lưu số tiền thưởng này cũng được, không sao cả. Chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến đó và bảo toàn số tiền thưởng cho các bạn cho tới cùng. Và bây giờ, thành viên nào của đội bào tới bến sẽ tham gia trước tiên đây? Mời Chí Thiện. Câu hỏi dành cho Chí Thiện như sau. Mời bạn. Trong truyện cổ tích sợ dừa lấy cô con gái thứ mấy của phú ông? Em nghĩ là gái thứ ba đi. Là gái Út đúng không? Út, gái Út đi. Đáp án của chương trình đó là... đúng luôn. Chúc mừng chị Điện. Ở vòng này thì chúng ta có 6 nghệ sĩ tham gia trả lời, trong đó có 3 người trả lời đúng và 3 người trả lời sai. Bạn sẽ lựa chọn ra một người trả lời đúng trong số họ nha. Dạ. Họ gồm có nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Hạnh Thúy, diễn viên Cam Minh Đạt, nghệ sĩ Kim Phương và ca sĩ Tăng Nhật Tuệ. Nhớ chưa nào? Hạnh Thúy, Kim Tử Long, Ngân Quỳnh, Kim Phương, Tăng Nhật Tuệ và Cam Minh Đạt. Dạ. Tìm ra một người đúng đi nào.
Nếu bạn chọn chính xác thì bạn sẽ được nhân đôi số tiền thưởng của mình lên là 20 triệu đồng. Dạ em nghĩ là em chọn chị Anh Thúy đi. Anh Thúy, mời chị Anh Thúy. Câu chuyện kể về một cái anh chàng mà có ngoại hình không bình thường, chỉ là một cái hòn thịt đỏ hỏn lăn long lóc mà lại có thể cưới được một cô gái xinh đẹp nết na dịu dàng về là vợ của mình. Tôi nghĩ cái mối tình đó đúng là chỉ có trong cổ tích. Tất nhiên là cổ tích thì luôn luôn đẹp, và cái nhân vật mà đã hy sinh nhiều thứ để đến với cái anh sợ dừa đó để cuối cùng có một cái cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đến suốt đời. Tôi nhớ là cô con gái thứ tư trong gia đình. Trời ơi, chị ấy nghĩ rằng là ông Phú ông có tới 4 người con. Như vậy là chị Thiện, bạn đã chọn sai rồi. Mời bạn đến với chiếc ghế mắc cỡ nào. Đi. Và chúng ta hãy cùng xem bảng điểm. Họ đã bị mất đi cái quyền nhân 3 số điểm thưởng của mình, nhưng vẫn còn quyền nhân đôi. Ai sẽ là người tiếp theo đây? Xin Ngọc Trinh nào. Nào, mời chị đến đây nha. Câu hỏi và câu trả lời thì vẫn y chang như cũ thôi. Có 6 nghệ sĩ thì bây giờ chúng ta biết rằng chị Anh Thúy đã trả lời sai rồi đó. Có nghĩa là bây giờ còn 2 người sai và 3 người đúng. Và vậy chọn Kim Tử Long. Anh Kim Tử Long, mời anh Long. Nếu nói về sự tích sọ dừa thì Kim Tử Long cũng rất là rành. Vì Kim Tử Long đã một lần hồi nhỏ đã được đóng vai sọ dừa rồi. Đúng rồi, quá. Vai cổ tích thần thoại mà. Ok. Và cái người con gái mà của ông Phú ông mà kết hôn và làm vợ của sọ dừa đó là cô gái Úc. Yeah! Như vậy là anh Kim Tử Long trả lời đúng, chị Ngọc Trinh đã chọn chính xác. Và chúng ta cùng xem bảng điểm nào, được nhân đôi số điểm thưởng của mình lên là 20 triệu đồng. Như vậy là chúng ta đã có 20 triệu đồng, chúng ta đã sử dụng hết tất cả những cái quyền này. Vậy thì xin mời tất cả 2-3 thành viên còn lại đến đây. Không được nói gì chứ. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc chương trình ngày hôm nay. Đội Bào Tới Bến đã bào được cái số tiền cũng khá là hấp dẫn, đó là 20 triệu đồng. Bây giờ thì mọi người hãy cho tôi biết cảm giác của mọi người như thế nào. Bảo. Dạ, cảm giác là rất là vui, nhưng mà nếu mà được nhiều hơn nữa thì vui hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Mời chị Ngọc Trinh. Dạ thì mục đích đến đây là vui là chính, nhưng mà giống như Gia Bảo nói, nếu có tiền là vui hơn, đúng không? Nhưng mà hơi tiếc chút. Thôi ngưng cái này, ngưng cái này rồi. Mời chị Thiện. Thì thật ra những câu hỏi ngày hôm nay thì em cảm thấy nó rất ít và nó rất hay. Nó hay, có những cái mà em không bao giờ, thật ra nó rất là nhỏ nhưng mà em không bao giờ để ý tới. Đúng thì rồi. Ngày hôm nay em đã để ý tới và chắc chắn những câu này thì em sẽ nhớ hoài. Thưa quý vị khán giả, và chương trình Bức Tường Bí Ẩn ngày hôm nay của chúng tôi tới đây là kết thúc. Quý vị nào muốn trở thành người chơi của chương trình thì hãy đăng ký bằng cách truy cập vào trang web www.bức tường bí ẩn.vn. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau, phát sóng vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cho má Kim Phương liền nghe không? I love you bà Bắc. Bắc mà mùa rét người ta gọi là mùa đông Bắc. Cái này gọi là sai đều luôn á.